Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Mới đây thì Thành Anh có một cái đơn hàng đi Canada. Và cái đơn hàng đó thì Thành Anh dưỡng cá lại đúng một tháng luôn các bạn. Và cái đơn hàng này cũng không kém đây các bạn. Đơn hàng này thì Thành Anh đi thị điển. À, các bạn nhìn thấy, trước đó thì Thành Anh có chia sẻ cho tất cả các bạn xem khi mà Thành Anh dưỡng cá lại. Để trong những cái dụng cụ mà to này để dưỡng cá cho khách hàng. Và đã đúng một tháng luôn các bạn nha. Đơn này chốt trước và khách hàng chuyển khoản trước đơn Canada nữa các bạn. Bữa nay là ngày 7 tháng 5 rồi các bạn. Và cá sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 và ngày 9 bay. Các bạn nha, đơn này bay lằng ngoằng lắm luôn. Bay qua Thái, Thái bay qua Đức và Đức mới đi thị điển các bạn. Và bây giờ anh em nhà Thành Sóc Trăng cũng như thường lệ thôi các bạn. Ha, vớt cá lên và quay cho khách một lần nữa xem tình hình cá và hiện trạng cá sau một tháng dưỡng cá cho khách hàng đợi chuyến bay các bạn nha. Đó, rồi anh Hai vớt lên hai. Những em cá này thì bắt buộc phải chăm và chăm với cái chế độ khắc nghiệt hơn nữa để em nó phát triển tốt nhất có thể các bạn nha. Rất là đẹp luôn những em cá này, để hồi Thanh quay cho tất cả bạn xem. Hồi Thanh còn lên keo nữa các bạn nha. Thì cũng khách hàng thì cũng không có yêu cầu đâu các bạn, khách hàng cũng không có yêu cầu đâu vì khách đã chốt trước đó rồi. Tuy nhiên ở đây thì anh em nhà Thanh Sóc Trăng làm đúng quy trình. Khách chốt rồi, nhờ giữ cá lại thì Thạch Anh sẽ quay lại cho khách một lần nữa trước khi gửi cá các bạn nha, cho nó khách quan. Cái gì cái thì làm ăn rõ ràng nó vẫn thích hợp hơn các bạn nha. Quá trời luôn này bạn, em máy Zalo nó vàng hực luôn các bạn ơi. Những em cá này trước đó thì anh khách chốt rất là tơ các bạn. Nó mới có 4 tháng thôi, những em chưa full màu nữa mà. Bây giờ thì nó full màu hết rồi. Rất là đẹp các bạn. Đây em coi em mua cái bơ nè các bạn, nhìn thấy không? Rất cực luôn. Đây là em máy nè. Em máy này thằng anh nhớ không lầm là em máy theo cái em chống lạ đúng không cho anh? Máy tím. Một đôi đũa lệch đó, trong clip anh Thành nói một đôi đũa lệch đó. Trời ơi em ghét nè các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi. Hôm rất là gắt em máy nè các bạn, nhìn em máy nè. Ghiền chưa các bạn ơi? Ghiền về cái thể loại mà cái giống á thì ở đây Thành Anh phân phối cho tất cả các bạn rất là nhiều. Và Thành Anh bao luôn cái chất lượng bầy con các bạn nha. Cá giống thì Thành Anh bao luôn chất lượng bầy con. Và các bạn chú ý giúp cho Thành Anh nha. Cá Thành Anh không có ship code. Các bạn thích mã số nào hoặc là thích như thế nào thì cứ việc inbox Thành Anh. Các bạn chuyển khoản Thành Anh lên đơn và ship cho mình. Đây này các bạn, em này em multicolor tím nè. Em chống nè các bạn nhìn thấy không? Và đây là máy Thành Anh nó đũa lọt đó. Đó. Em này đây. Bởi vì cá thì anh chốt rồi là nhớ hết các bạn, nhớ hết luôn, nhớ từng em một cho nó không có sự nhầm lẫn ở đây các bạn nha. Nhiều bạn nói là thật anh bận công việc nhiều thế rồi cá nó có nhầm không, gửi có nhầm hay không, không có chuyện đó các bạn nha. Bởi vì cá như thế nào, cá chất lượng thấp hay là cá chất lượng học sinh sinh viên gì đó, trước khi gửi đi thì anh cũng đều phải kiểm tra trước khi mà gửi các bạn nha, không có chuyện nhầm lẫn xảy ra. Năm nay nữa là năm thứ 5 rưỡi rồi, gần 6 năm rồi. Không có chuyện đó các bạn nha. Quá quýp luôn. Cái anh khách này anh chốt có những cái cặp rất là quýp luôn các bạn. Rất là quýp luôn. Này các bạn, cặp gian nha. Gian beta con trống dài thòn lòn luôn các bạn nha. Rồi bỏ vô đây này. Thôi rồi máy nè. Máy gian đó các bạn nha.
quá trời luôn. Còn lớn nữa, danh này còn lớn nữa. Về bên kia thì anh chăm sóc một cái nữa thì nó lớn nhanh lắm. Ở đây thì anh cũng không có dám thúc sai các bạn. Con này thì Galaxy tới đuôi nè. Hết chưa? Cái đơn này thì tổng anh chốt 7 cặp các bạn nha, 7 cặp 14 em. Thì bây giờ thì anh sẽ bắt lên keo quay cho anh xem các bạn nha, quay cho anh xem nhân tiện thằng anh làm clip cho tất cả bạn xem luôn cái chất lượng của những em cá giống của thằng anh sau một tháng các bạn nha, sau một tháng đợi chuyến bay. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của các bạn, đây là cặp coi Get Galaxy Gold Cooper với bộ đuôi Superstar màu đỏ rất là tươi. Và Galaxy trên mình của nó là Galaxy mãn các bạn nha. Nhìn nó tựa tựa như những cái áng mây trôi trên tranh sơn mài vậy đó các bạn, rất là đẹp. Bộ đuôi full ha, bộ đuôi full đồng và Superstar, cực kỳ nét các bạn. Và đây là em cá máy đây các bạn nha. Nhìn em cá máy nhìn cái là yêu luôn các bạn nha. Cặp cá rất là đẹp trong cái lô này mà khách hàng đã chốt các bạn nha. Thành xin nhắc lại, đây là những em cá được khách hàng chốt rồi các bạn nha. Thành không có bán cái lô này, bởi vì cái lô này là cái lô Thành quay cho khách hàng ha. Nếu mà các bạn nào thích những em cá đại loại như thế này thì các bạn cứ việc inbox cho Thành, gửi cho Thành cái hình, Thành sẽ lựa cho mình tương đồng xem các bạn nha. Và trước mặt các bạn đây là một cái cặp cá coi Yellow Cooper Galaxy Gold. Và hình ảnh của nó sau một tháng này các bạn. Và đây là một cái quy trình chuẩn anh em nhà Thanh Sóc Nhân trước khi mà gửi cá cho khách hàng bởi vì mình dưỡng lâu quá rồi thì phải dưỡng cá và phải quay lại cho khách hàng. Bởi vì trong một tháng đó cá nó phát triển nó sẽ hoàn thiện hơn, nó sẽ đậm hơn, hoặc là nó có những cái thay đổi gì đó mình phải nói cho khách hàng rõ. Và đây là những cái cặp cá mà khách hàng đã chốt và Thanh đi nhanh để đóng cá cho kịp ngày hôm nay để gửi cho khách hàng các bạn nhé. Đây là cặp coi Yellow Cooper Galaxy Gold cực kỳ nét các bạn. Hôm nay nó vàng luôn các bạn nha. Từ trống đến máy rất là tơ, rất là sung các bạn nha. Con máy ở bên trong đó thì nó bụng nó căng trứng rồi. Em máy em trống bên ngoài thì hôm nay nó đã full màu đậm rồi các bạn. Những em cá này trước đó thì khách hàng chốt còn rất là tơ các bạn, tơ măng luôn. Và bây giờ thì nó đã full màu rồi đây. Đó. Đây tiếp tục là cặp coi Get Galaxy Gold Cooper với bộ đuôi Superstar các bạn. Các bạn sẽ thấy cái cặp này nó sẽ khác hơn cái cặp mới thế thì thật anh quay. Lý do là như thế nào các bạn? Cái Galaxy trên mình nó khác nhau hoàn toàn các bạn nha. Em này là Galaxy nhuyễn dày đều, còn em kia là Galaxy tảng các bạn nha. Và bên dưới là em cá máy đây các bạn. Em cá máy đi theo tông trống luôn, rất là đẹp. Đó. Bụng căng trứng hết trơn rồi các bạn nha. Cái tình trạng của cá thì rất là sung ha, rất là sung. Đến thời điểm này thì anh sẽ gửi đi cho khách hàng. Qua một tháng rồi đó các bạn, qua một tháng đúng. Và nhân tiện đây thì anh xin lỗi gửi lời cảm ơn đến cho một cái anh khách hàng ở Thụy Điển này. Anh cũng rất là nhiệt tình với anh em nhà Thành Sóc Trăng, cũng phải đợi, cũng phải chờ những cái chuyến bay các bạn nha. Nếu mà các bạn nào ở nước ngoài xem được kênh của anh em nhà Thành Sóc Trăng, muốn sở hữu những em cá giống chất lượng cao này thì các bạn cứ việc inbox cho Thành, Thành sẽ tạo mọi điều kiện tìm mọi chuyến bay để phục vụ cho mình các bạn nha. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ các bạn, đây là cặp coi Nemo nền vàng Gian Beta các bạn nha. Và đây là em cá trống đây. Thì riêng về cái dòng Gian Beta thì anh em ở nước ngoài chơi rất là nhiều và ủng hộ anh em nhà Thanh cũng rất là nhiều cặp cá luôn. Đối với cái dòng Gian này thì tại trại cá Beta thì anh sẽ xuất bán đi từ 5 sen cộng trừ về nhà các bạn nuôi lên. Và em này hôm nay chắc khoảng 5 sen mấy, gần 6 sen rồi là các bạn. Trước đó thì nó vừa 5 sen thôi. Và màu sắc của nó như thế này các bạn, full cam vàng các bạn nha. Galaxy chấm bi rất là đẹp. Và em máy đây, em máy nó muốn bằng với em chống bình thường vậy đó các bạn nha. Để Cooper thì lên giáp cơ thể luôn, rất là đẹp các bạn. Đây là em Gian các bạn nha. Riêng về dòng Gian thì màu sắc tại trại cá Beta Thanh rất là đẹp. Còn Gian ở nước ngoài được cái size nó to các bạn, có thể có những em cá lên 10 cm luôn. Tuy nhiên là nó màu sắc nó không có được đẹp ha, chủ yếu là đơn sắc là nhiều các bạn. Ở trong nước thì anh em cũng tìm về cái dòng Gian này rất là nhiều. Thanh cũng bán rất là nhiều cặp cho anh em ở trong nước chơi rồi. Hiện tại thì trong nước của chúng ta đang manh nha chơi dòng Gian này rồi các bạn. Gian cá to các bạn nha.
Đây các bạn, đây là một cái em siêu phẩm mà Thành lựa theo ý của khách hàng đây các bạn. Galaxy dày tới đuôi, bộ đuôi Star. Và hôm nay nó lên rất là gấu các bạn nha. Hôm nay nó lên rất là gấu luôn. Dĩ Galaxy khủng khiếp luôn các bạn. Đó, tai bơi thì nó lên full rồi nè các bạn nha. Tai bơi nó lên full. Cái cặp cá này trước đây nó rất là tơ các bạn, nó rất là tơ. Và tai bơi nó chưa có full đâu. Ngày hôm kia thì Thành có một cái đơn đi Canada. Và anh khách Canada ảnh yêu cầu lựa theo em trống này nè các bạn. Thì ảnh cũng có một cặp nữa, nhưng mà cái Galaxy nó không có dày đều như em này ha. Mỗi em mỗi vẻ các bạn nha. Và cái bộ đuôi của em cá này nhìn thấy ăn tiền luôn các bạn. Và bên trên là em cá máy đây. Quá whip các bạn nha, quá whip. Cái cặp cá này nếu mà các bạn nào đến sau yêu cầu Thành quay không có đâu các bạn nha. Không có cá tượng đồng đâu. À, những cái cặp cá này là những cái cặp cá lựa tiêu chuẩn cho khách hàng theo yêu cầu luôn, và không có cặp thứ hai đâu. Đây các bạn, đây là một cái em siêu phẩm về Coin Nemo, Coin Nemo Cooper Galaxy Gold. Và đây là em cá trống đây các bạn. Trời ơi, nó lên full tai bơi luôn các bạn nha. Ôi kìa, hai cái tai bơi kìa. Nhìn cực nét chưa các bạn, cá đủ tháng nó đẹp cực các bạn. Nó đẹp từ tai bơi, đẹp từ khăn quàng, bộ đuôi kỳ trên vai dưới và cái body của nó luôn các bạn nha. Và đây là em cá máy đây các bạn. Những em cá này thì đổ ra bà con làm sao nó không đẹp được các bạn nha. Quá whip luôn các bạn. Siêu phẩm. Đây, anh quay trực quan cho các bạn xem. Đáng lý ra là độ tuổi này là nó phải có được một bầy rồi đó, nhưng mà ở đây thì anh form cho khách hàng ha. Rồi. Đây các bạn, đây là em coin multi Galaxy Gold. Và đây là em cá trống đây các bạn. Rất là nhiều màu các bạn nha, rất là nhiều màu. Và đây là những cái em cá, những cái cặp cá mà Thành lúc trước Thành quay cho khách hàng. Thành nói đây là một cái đôi đũa lệch các bạn, và không tìm thấy được em máy nào mà nó phù hợp với em trống này cả. Nên Thành bắt em máy này cho anh khách hàng, và anh khách hàng cũng đồng ý luôn. Đó. Em trống cực đẹp các bạn nha. Đây, multi nó như thế này các bạn, 7 màu, 7 sắc và rất là đã các bạn. Những em cá này thì không có nhiều các bạn nha, không có nhiều đâu. Và các bạn đến sau thì yêu cầu Thành quay thì cũng không có để nhiều để quay các bạn. Và đây là một sự mạo hiểm mà anh em nhà Thành Sóc Trăng phải chịu các bạn. Hồi cặp hồi nãy Thành vừa mới quay, con cá trống quay ra nó đá con cá máy, trời ơi hết hồn có dí, tự nào là nó đứt kì rồi. Ai già không sao các bạn nha, nhanh nhanh vớt ra liền. Thì Thành làm một cái shot ngắn này chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về 7 cặp cá mà Thành chuẩn bị ship đi cho anh khách ở bên Thụy Điển. Những cái cặp cá này Thành đã form cho ảnh đúng một tháng luôn các bạn nha. Và nếu mà các bạn nào xem clip thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Và nếu mà các bạn nào thích những cặp cá nào thì các bạn cứ việc chụp hình gửi cho Thành Anh, Thành sẽ lựa tương đồng nếu có các bạn nha. BVT khám phá sở thích Beta Thành Anh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.